Ban đầu tôi nghe cái làn điệu này nó rất là khó để có thể mình yêu thích nó được. Sau khi mà tôi đi gặp những các nghệ nhân như là Bắc Kiến hoặc là Bắc Hà Thuấn thì lâu tôi học những cái giai điệu của hát then thì tôi cảm thấy là trong hát then nó rất là nhiều những cái cung bậc khác nhau chứ không phải là như tôi nghĩ ban đầu. Cho nên là tôi yêu càng ngày càng yêu thích hơn học về học hát then. Và cái khó khăn trong học hát then của tôi đó là hát tiếng nùng Tày Nùng. Vì là khi hát tiếng Tày Nùng thì người kinh của tôi là người kinh đi hát thì rất là dễ bị cứng, bởi vì tiếng kinh là hát rất là rõ lời và rất là làm cho bài hát nó không được mềm mại như người Tày bản địa người ta hát, buộc tôi lại phải học và tôi phải luyến láy theo đúng như kiểu giọng điệu của người Tày thì tôi mới ra được cái điệu hát then như thế. Ngày nay tuy được gìn giữ và phát triển, nhưng then vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một trong xã hội do lớp nghệ nhân đã quá già, thiếu những thế hệ kế cận. Không gian diễn xướng cho loại hình nghệ thuật này cũng đang mất dần trong cơn lốc đô thị hóa. Cũng bởi vậy, để có thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như ngày hôm nay là một nỗ lực không biết mệt mỏi của những người thật sự có tâm huyết với làn điệu dân ca độc đáo này.